Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ hai, ngày đầu tuần, ngày 21 tháng 2 năm 2022. Phương Thảo và chú Đức Tiến cũng gửi lời đầy chào đến quý khán giả đang xem đài cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNA TV 57.3, 16.10 và 26.9, và gửi lời chào đến chú Đức Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một cái tin mới nhận được ở thưa quý vị ngày hôm qua, tức là khoảng 1 giờ trưa. Một chiếc trực thăng rớt ngay trên bãi biển mà Miami Beach gần chỗ người ta đang tắm thôi các bạn. Rất là may mắn là không có ai bị thương, chỉ có mấy người trên máy bay bị thương, bị gãy lưng và bị đau xương sống thôi. Nếu mà cái máy bay này mà rơi thì gần thêm một chút xíu nữa thì không biết bao nhiêu người chết, tại vì người ta đang nô đùa ngoài trên bãi biển Miami Beach. Cảnh sát cho biết rằng là chiếc máy bay này không biết cái cánh từ đâu, nhưng mà cho biết rằng là tự nhiên khi bay ngang qua cái chỗ người ta đang tắm biển thì tự nhiên máy bay trục trặc và rớt xuống. Chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái người phi công đó đã mê mải, đã nhìn những người tắm biển dưới đó và lạc tay lái và để máy bay đâm xuống dưới biển. Khi mà chúng ta biết là trực thăng đó là một cái máy bay rất là, phải nói là delicate, rất là dễ bị trao đảo thưa quý vị. Thì khi mà chéo đầu xuống nhiều khi ngóc đầu không lên, nghĩa là xuống thấp quá thì ngóc đầu không lên. Thành ra may mắn là không có một người nào bị thương và chết, thì chỉ có mấy người trên máy bay bị mà thôi thưa quý vị. Đây là một tin phải nói cũng đáng sợ. Thành ra chúng ta thấy là những người đi máy bay nhỏ bây giờ nó nhiều tai nạn quá chừng. Trong mấy năm nay bao nhiêu tai nạn về máy bay nhỏ, máy bay Cessna rồi trực thăng rồi rất là nhiều những cái vụ tai nạn xảy ra. Bởi không biết lý do tại sao, có lẽ là tại máy bay cũ hay là những cái dụng cụ như thế nào đó thưa quý vị. Dạ, và bản tin mới mà chúng tôi cũng mới cập nhật cho thấy rằng hiện tại thì NATO là tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng đã bắt đầu là rút hết tất cả nhân viên ra khỏi Kiev là về vùng Ukraine. Và chuyển những người nhân viên này đi đến thuộc về thành phố miền Tây Lviv và thủ đô Brussels của Bỉ. Và cho biết rằng đây là một trong những cái lý do họ nói rằng là đó, an toàn là vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi. Và những cái nhân viên này cũng đã được chuyển đến những cái văn phòng mà Lviv và ở Brussels. Nhưng mà văn phòng của NATO tại đất nước Ukraine vẫn được hoạt động. Và hiện tại thì NATO cũng vẫn đang chờ để mà sẵn sàng đánh giá những cái biện pháp cần thiết mà đang xảy ra ở đất nước này. Khi mà cái vấn đề này được đưa ra, truyền thông của Đan Mạch cũng cho biết rằng là NATO di dời nhân viên của mình ra khỏi văn phòng ở Kiev. Và Ukraine hiện tại cho tới bây giờ vẫn chưa phải là thành viên của khối NATO, nên là NATO không có triển khai lực lượng tại quốc gia Đông Âu mà chỉ mở một cái phòng đại diện tại Kiev bắt đầu từ cuối thập niên 1990, gồm có văn phòng liên lạc NATO và trung tâm thông tin và tài liệu của NATO ở đó thôi. Nhưng mà vẫn không có rõ là cái số lượng mà những người nhân viên ở NATO đã ở đây làm việc là bao nhiêu. Lviv này là một trong những cái thành phố nằm ở miền đông của miền Tây của Ukraine, và những cái quốc gia phương Tây cũng đã dời đại sứ quán từ Kiev đến đây trong suốt những cái tuần qua do lo ngại rằng là cái chiến sự sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Và trước đó thì ngày 14 tháng 2 thì Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là dời cái đại sứ quán của Hoa Kỳ cũng tới tại Lviv này luôn, vì lo ngại sự an toàn của những người nhân viên ngoại giao của mình. Cũng như là Bộ Quốc phòng Anh Quốc sau đó đến ngày 19 tháng 2 cũng đã dời đại sứ quán mình tới đó. Theo như quân đội Anh đã cho biết rằng đã công bố một cái bản đồ cho thấy rằng là 7 hướng mà Nga sẽ có thể tấn công vào phía Ukraine. Thì trong đó miêu tả cho thấy rằng 3 buổi tấn công vào của Nga sẽ nhắm vào thủ đô Kiev và cùng 3 hướng hành quân khác đến trung tâm công nghiệp Dnipro của Ukraine luôn. Và cái mũi tấn công thứ 7 này sẽ có thể bắt đầu từ bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Và cái giao tranh tại xảy ra ở vùng Donbass phía đông Ukraine cũng đang leo thang đột ngột trong suốt những ngày qua. Chính phủ cũng như là lực lượng ly khai cũng đang cáo buộc rằng là Nga đã vi phạm cái lệnh ngừng bắn và pháo kích gây ra sự nguy hiểm cho dân thường và khiến cho miền đông Ukraine giống như là một cái thùng thuốc sống là có thể nổ bất cứ lúc nào mà không biết được. Vào cho đến ngày 16 tháng 2 vừa rồi thì Nga
cũng đã nêu ra là sẽ có 5 bước để giải quyết sự xung đột tại cái vùng Donbass này và buộc cho Ukraine phải tuân theo cái thỏa thuận Minsk và dừng cung cấp vũ khí cho cái quốc gia Đông Âu. Nga cũng đã kêu gọi rằng là phương Tây phải rút hết cố vấn quân sự cũng như là dừng tất cả mọi cuộc diễn tập giữa Ukraine đối với NATO và thu hồi toàn bộ những cái vũ khí mà cái khối NATO này đã được chuyển tới đất nước Ukraine trong cái thời gian vừa rồi. Thì không biết rằng khi đưa ra cái yêu cầu này thì cái vấn đề này nó sẽ được giải quyết như thế nào, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, trong cuộc họp Munich xảy ra cách đây 2 ngày á, thì ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đã phát biểu về cái vấn đề và căng thẳng giữa Ukraine. Tiếp theo phần tin của Phương Thảo vừa trình bày quý vị. Thưa quý vị, thì trong phần phát biểu để khai mạc hội nghị hàng năm về an ninh tại Munich á, thì ông Tổng thư ký cho biết rằng là chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, một sự là hiểu lầm nào đó giữa hai khối Hoa Kỳ, Âu Châu và Nga Xô thì có thể xảy ra chiến tranh và hậu quả không thể lường được. Và ông nói rằng là cái vấn đề mà Nga đưa quân tới Ukraine là một cái gợi ý chiến tranh, nhưng mà ông vẫn hy vọng rằng là Nga sẽ không có áp dụng các cuộc đối đầu quân sự giữa chính mình và các nước phương Tây cũng như là Hoa Kỳ. Trong cuộc họp kỳ này thì có một sự tham dự của bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoài ra còn có những người lãnh đạo của các quốc gia khác, trong đó có một cái bà của Đức và Tổng trưởng quản của Đức đó. Thì bà cho biết rằng là đây là một cái sự khủng hoảng, mà không phải khủng hoảng Âu Châu mà khủng hoảng của chính Nga Xô. Nga Xô đã tự đưa mình vào cuộc khủng hoảng này để yêu cầu Nga Xô phải rút quân ra khỏi Ukraine ngay lập tức. Chúng ta xin đính chính là bà ngoại trưởng chứ không phải là bà trưởng tổng trưởng lý, thưa quý vị, như là một thủ tướng, thưa quý vị. Thì bà nói rằng là các quốc gia Âu Châu cũng như là Hoa Kỳ phải áp dụng thêm các luật cấm vận mạnh thêm nữa để cho Nga Xô đừng có hung hăng mà tấn công Ukraine. Thì để đáp lại vấn đề này, Hoa Kỳ cho biết rằng là sẽ cắt ngay cái đường dẫn dầu từ Nga Xô sang Đức lập tức khi mà có chiến tranh xảy ra. Về đây là một cái đường huyết mạch từ mang dầu xuất cảng sang Đức, và đó cũng là một cái nguồn kinh tế lớn lao cho Nga. Nhưng mà nếu bây giờ cắt điều cái thì Nga sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Trong khi đó thì bà ngoại trưởng Đức cho biết rằng là chúng tôi sẵn sàng chấp nhận như vậy, kể cả vấn đề cắt ống dầu chúng tôi không có cần thiết. Nếu mà có cuộc xảy ra, chúng tôi sẽ làm thêm nhiều điều nữa để có thể buộc cái Nga phải bỏ âm mưu xâm lăng Ukraine. Và mới đây thì Australia cũng đã lên tiếng yêu cầu là phía Trung Quốc cũng phải giải thích về cái vấn đề mà tại sao lại chiếu cái laser vào những cái trinh sát cơ của Australia có số hiệu là P-8A trên biển Thái Bình Dương vào rồi rồi. Thì cái sự việc này thì theo như Thủ tướng Australia là Scott Morrison, ông nói rằng là đây không phải là một cái hành động uy hiếp được thực hiện một cách vô cớ. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được những cái động thái uy hiếp như vậy. Và Bộ trưởng Quốc phòng của Australia là Peter Dutton đã gọi đây là một hành động hung hăng và xảy ra trong cái phần đặc quyền kinh tế của Australia. Và ông đã nói rằng chúng tôi đang chứng kiến điều này đã diễn ra theo những cái hình thức khác nhau trong khu vực của chúng tôi và nhiều nơi trên toàn thế giới. Và chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc là hy vọng là không có ai nói về những hành động gây hấn này của họ. Và những cái phát biểu này đã được Bộ trưởng Quốc phòng của Australia thông báo khi mà chiếc trinh sát cơ với số hiệu là P-8A Boston đã bị một cái tàu khu trục lớp Time 052G của Trung Quốc chiếu laser, khi mà cái chiến hạm này cùng với tàu đổ bộ là Time 071 đi qua di chuyển qua ao biển là Afrafra ở phía bắc của Australia. Và sau đó thì hai tàu này bắt đầu vượt cái eo biển Torres và ở biển Coral. Và theo như là lời thông báo của Bộ Quốc phòng cho thấy rằng là tàu Trung Quốc khi đó là chiếu thẳng cái tia laser vào máy bay, là nói rằng một cái sự việc này rất là nghiêm trọng. Và những cái hành vi thế này thì có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn cũng như là tính mạng của những người binh sĩ trên cái con tàu đó. Chúng tôi lên án rất mạnh mẽ vì cái hành động này của phía Trung Quốc là một cái sự thiếu chuyên nghiệp và không có an toàn. Và Trung Quốc vẫn im lặng và chưa đưa ra một cái lời bình luận nào. Cái mối quan hệ giữa
Australia và Bắc Kinh đang trở nên lạnh nhạt khi mà Australia đã kêu gọi mở lại cái cuộc điều tra về đại dịch nguồn gốc của COVID-19. Và hai nước cũng đã không có một cái sự liên lạc với nhau từ tháng 4 của năm 2020 cho tới thời điểm hiện tại. Và trong khi đó thì Trung Quốc cũng đã bắt đầu áp những cái mức thuế rất là nặng đối với những cái mặt hàng mà Australia xuất khẩu như là rượu, lúa mạch, thịt bò, than đá và hải sản. Và Australia nói đây là một cái vấn đề gọi là cưỡng bức về kinh tế đối với Australia. Và trong khi đó thì Australia cũng đã tham gia một cái thỏa thuận an ninh mới với Hoa Kỳ và Anh Quốc có tên là AUKUS vào năm ngoái mà chúng tôi cũng đã đề cập. Và chính vì cái thỏa thuận AUKUS này cũng đã có một cái vấn đề, một cái thời gian đã gây hấn với lại nước Pháp vừa rồi. Và đây là một trong những cái vấn đề mà được coi là để mà nhằm tăng cái sức mạnh quân sự trong cái khu vực đối với Australia trước sự hiện diện càng ngày gia tăng của Trung Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Australia là ông Peter Dutton, ông nói Australia sẽ có tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trước năm 2038. Trong khi đó thì Bắc Kinh lại gọi cái thỏa thuận này đang là một trong những cái mối đe dọa trên toàn thế giới. Thì đây là một cái sự việc mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị. Thì không biết rằng là cái vấn đề này khi mà Trung Quốc thấy như vậy sẽ đưa ra cái lời giải thích như thế nào. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, cũng có lại tin liên quan tới Ukraine và cái cuộc xâm lăng đang chuẩn bị của Nga Sô. Thì ông coi như là Tổng Thư ký của Liên Âu, thưa quý vị, ông lại là đứng đầu của cái của Liên Âu, của các nước Âu Châu, thưa quý vị, thì ông cho biết rằng là ông cho biết rằng là Nga đang phải chuẩn bị để đón một cái sự gọi là cấm vận về tài chính luôn nữa, không phải ngoài cái vấn đề mà cái giống đến dầu mà chúng tôi vừa, thưa quý vị, và tài chính là financial crisis, tức là những cái vấn đề liên quan tài chính rất là nặng nếu mà một khi mà Nga Sô mà tấn công Ukraine thì cả Liên Âu cũng sẽ là kiểm soát cái vấn đề, thứ nhất là tài chính, thứ hai là tech goods, tức là những cái hàng hóa và về kỹ thuật cao đó, thì quý vị là cũng hạn chế, không có đi, không có trao đổi với Nga và Liên Âu cũng như là các quốc gia khác, tức là hạn chế luôn, cắt luôn những cái nguồn mà về liên quan đến vấn đề khoa học kỹ thuật hoặc loại high tech, làm cho Nga Sô có thể lúng túng trong vấn đề này. Đồng thời tất cả những cái cơ quan tài chính của Nga ở trên khắp thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ có thể bị limit, có thể bị đóng băng hay là như thế nào đó, thưa quý vị. Đây là những đòn rất là mạnh và những lời cảnh cáo rất là mạnh để cho Nga thấy rằng là không thể nào mà xâm lăng Ukraine được. Một khi mà Nga vẫn tiếp tục cái ý định điên khùng của mình là chiếm đóng Ukraine thì chắc chắn sẽ gặp hậu quả tai hại trên chính đất nước của họ. Và đây là một cái bản tin mà cho những người Việt kiều mà muốn về nước trước ngày 15 tháng 3 này, thì bắt buộc là những người ngoại quốc luôn và người Việt Nam muốn quay trở về Việt Nam bằng chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, thì về thay vì là trước đó là chỉ thuê cái chuyến bay. Thì cái văn hóa bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam ban hành là yêu cầu chung cho tất cả những cái người mà nhập cảnh phải mua một cái tour ít nhất là 3 ngày. Sau đó nếu mà cái kết quả mà xét nghiệm âm tính với COVID-19 thì mới được di chuyển đến những cái địa phương trong danh sách mà đón khách quốc tế như là Sài Gòn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Định. Nếu quý vị có trong những cái tỉnh này thì lưu ý. Và những cái Việt kiều mà có nhu cầu thăm thân nhân tại những cái địa phương khác thì phải ghi danh trước với cái doanh nghiệp lữ hành để mà làm cái thủ tục, có nghĩa là cũng bắt buộc phải theo tour. Và những cái người mà có cái kết quả xét nghiệm mà dương tính thì sẽ phải cách ly và phải điều trị. Ngoài cái vấn đề mà mua tour từ những cái doanh nghiệp ở trong nước thì những người nhập cảnh Việt Nam cần phải xuất trình giấy cái chứng nhận phải chích ngừa đầy đủ hoặc là chứng nhận khỏi bệnh không quá trong vòng 6 tháng và giấy xét nghiệm âm tính PCR RT trong vòng 72 giờ trước khi mà khởi hành. Thì chúng ta cần lưu ý vấn đề này. Rồi hành khách mà cần bảo hiểm y tế với cái vấn đề mà điều trị COVID-19 phải trả từ 20.000 Mỹ Kim, trước đây là trước đây là 50.000. Và những cái yêu cầu này chỉ có giá trị trong vòng cho tới ngày 15 tháng 3 thôi. Thì sau đó thì Việt Nam dự kiến là họ sẽ mở cửa lại du lịch
thì có thể là dỡ bỏ những cái hạn chế đi lại. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để mà theo dõi, để mà cập nhật cho quý vị về những cái bản tin này. Thì quý khán giả hãy lưu ý khi mà di chuyển về Việt Nam trong cái thời gian này. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống bằng tần VNTV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.